đi ha, bây giờ đi tour nè. Đang có nhiều tour lắm, chọn cái tour đầu tiên không? Hello các bạn, thì mình vừa mới mua một cái tour tại thành phố Nashville này để mình đi một cái tour để mà tham quan thành phố Nashville nha. Thì bây giờ mình đợi ở đây tới 4 giờ người ta sẽ cho lên một cái xe bus 2 tầng này các bạn, tức là đi mà đi xe mui trần á, tức là mướn xe mui trần nó mà đi luôn. Thì các bạn thấy là bên trên là đâu có mui đâu, gọi là xe mui trần. Thì cái tour này là một người các bạn là tầm cỡ khoảng 28 đô là một người. Đấy, thì các bạn sẽ đi một cái tour vòng quanh của cái khu vực downtown của thành phố Nashville này luôn để các bạn tham quan thành phố Nashville nha, tại Tennessee các bạn. Một chút xíu nữa lên xe bus thì mình sẽ quay cho các bạn xem là cái quang cảnh của những cái khu vực mà xe bus này sẽ đi tới khi mà các bạn đặt cái tour này tại thành phố Nashville các bạn. Chờ con lên, con quay cho. Và trên này rất là mát luôn, lần đầu tiên đi xe mui trần luôn các bạn. Ôi, oh, quá đã luôn. Xe mui trần mà có tài xế riêng nữa chứ. Ok, bây giờ mình đợi một chút xíu nữa thì ở trên cái tour này á là một tiếng đồng hồ người ta sẽ lái vòng vòng những cái chỗ mà nổi tiếng tại khu vực thành phố Nashville thuộc bang Tennessee các bạn. Và có tài xế rồi ha, rồi ở đây có hướng dẫn viên du lịch nữa. Thì nó sẽ nói cho các bạn những cái địa điểm đến như thế nào như thế nào. Thì trong cái video này thì các bạn sẽ biết được những cái điểm đến mà chiếc xe bus này sẽ đi ngang qua để mình quay cho các bạn xem luôn ở khu vực downtown của thành phố Nashville thuộc bang Tennessee các bạn. Ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp luôn á, cực kỳ đẹp luôn. Là bây giờ nó không có nóng gì hết các bạn, mặc dù các bạn thấy rất là nắng nha, nhưng mà không có nóng gì hết trơn. Các bạn đi ở ngoài mà bây giờ mà chiều tối một chút xíu nữa các bạn sẽ thấy là hơi bị lạnh lạnh một chút xíu. So Nashville is known as Music City USA, the Athens of the South, the buckle of the Bible Belt. Ok các bạn, thì xe bus đang di chuyển nha tại khu vực downtown thành phố Nashville các bạn. So we have a lot of fun with that. Yeah, thì đây là thành phố âm nhạc các bạn. Nashville is a drinking city with a music problem. Ok các bạn. Ở đây là thành phố ăn nhậu. Cho nên ở đây các bạn sẽ thấy rất là nhiều người say xỉn ở đây, đặc biệt là buổi chiều tối. Ok các bạn, thì giờ xe bus nó đi, đang đi qua một cái cầu rất là đẹp luôn. What do you think the number one industry in the state of Tennessee is? And the number one thing I always get is whiskey. Well, it's not whiskey. Yeah, whiskey ở đây nổi tiếng, rất là nổi tiếng là rượu whiskey các bạn, rượu whiskey yeah, của Tennessee rất là nổi tiếng ở đây. Và rượu whiskey Tennessee là chỉ được sản xuất tại Tennessee thôi nha các bạn. And the number one recorded music in Nashville. Ở đây là sân vận động chơi cái môn bóng bầu dục của đội bóng Tennessee các bạn. And for two seasons they played in Tennessee as the Tennessee Oilers. Ở đây cũng có đội bóng đội đá banh đó bạn, đội đá banh một soccer của Tennessee ở đây luôn. We're going to take you around the stadium here and give you another view of the building and the riverfront skyline. So we got any foodies on board? Anybody like spicy food? All right. Anybody try any of our Nashville hot chicken yet? No, I'm going to tell you all about that. And how about barbecue? We got some great barbecue places in Nashville. But Jack's Barbecue is the best. That's part of my taste tour. I do the taste tour of the taste of Nashville. They take you
Jack's Barbecue. Just cleaned the building too. They did one of those sandblastings of it. Look at how nice it looks. Anyway, thì cái thành phố Nashville này là cũng là quê nhà của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift của bạn, rất là nổi tiếng. Nếu như các bạn nào nghe nhạc Mỹ, các bạn sẽ biết Taylor Swift. Thì Taylor Swift có một cái căn hộ ở đây. Thì đây cũng là quê nhà, nơi mà phát triển cái sự nghiệp của Taylor Swift nằm ở đây các bạn. Ok các bạn, thì đó là một cái tòa nhà bên trong cái chỗ này. Đó chính là một cái căn hộ của Taylor Swift hồi đó ở trong đó nha. Ở đây có rất là nhiều những cái ca sĩ cũng như là những nhạc sĩ, nhà viết nhạc nổi tiếng về nhạc đồng quê nằm ở đây tại Nashville, Tennessee các bạn. Ok các bạn, trước mặt các bạn là cái tòa nhà của AT&T các bạn, là tòa nhà cao nhất tại thành phố Nashville này các bạn. Người ta cũng gọi cái thành phố này, người ta gọi cái tòa nhà AT&T này là cái tòa nhà của Batman các bạn, tòa nhà Batman, tại vì nó có cái hình nó làm giống như cái mặt nạ của Batman các bạn. Thấy không? Phía trên này. Giống như Batman đó các bạn. Chạy ở đây các bạn thấy giống Batman không? Batman building à. Ở cái tòa nhà Batman à. Special events on the grassy area there. There's a lot of shows we have. There's a bridge over here that is our pedestrian bridge. It'll be on your right hand side when we turn the corner. Ok các bạn, bên phải các bạn là cái cầu đi bộ ha, gọi là pedestrian bridge ở bên kia ha. Đó, ngay chỗ này. Ok các bạn. Chỗ đó các bạn có thể lên đó để đi bộ ha, không có xe nào chạy lên đó hết. Bike trails. There's a park for dogs over there. There's a basketball court. Ok các bạn, bây giờ chiếc xe bus sẽ chở các bạn vào cái con đường Broadway, một cái con đường náo nhiệt và vui nhất tại thành phố Nashville các bạn. Dạ, có rất là nhiều nhà hàng, quán bar, đặc biệt là hàng loạt những cái quán bar hội chơi nhạc country và rất là nhiều loại nhạc ở đây luôn. Right, thì ở đây người ta gọi là honky tonk các bạn. Honky tonk là một cái loại nhạc country, gọi là nhạc đồng quê của Mỹ và được chơi trong những cái quán bar rất là lớn và rất là náo nhiệt. Thì đây gọi là honky tonk. Các bạn có thể nghe được tiếng nhạc vang vẳng khắp hai bên luôn nha. Rất là nhiều những quán bar ở đây các bạn đi. Và ở đây người ta chơi nhạc live nha, tức là chơi nhạc sống luôn á, có band nhạc chơi đàng hoàng các bạn. Và tầm cỡ khoảng 4-5 giờ tối là họ bắt đầu, họ đã chơi nhạc rồi và họ chơi tới khuya luôn. Và những người du khách tới đây họ ăn nhậu rất là nhiều các bạn. Và ở đây cũng là thành phố say xỉn nhất luôn, nếu đặc biệt các bạn đi về đêm. Alright, thì đây là cái con đường Broadway này các bạn, rất là nổi tiếng ha. Đây, các bạn thấy những cái quán bar ở đây nó có rất là nhiều tầng. Và các bạn có thể ngồi lên phía trên cái máy ở phía trên luôn. Các bạn hãy ngồi cái máy phía trên để các bạn ăn uống, nhậu ở trên đó cũng được. Rất là vui các bạn. Từ đấy thì các bạn đi những con đường kia thì nó khá là yên tĩnh và vắng xe, nhưng mà khi mà các bạn tới con đường Broadway này rồi thì các bạn thấy là giống như một trời một vực đó tại cái khu vực thành phố Nashville này các bạn. Oh, no mirror in that house. And then rock bottom's really good.
Ok các bạn, đây là cái khách sạn rất là nổi tiếng và rất là lớn ở đây, 800 phòng ở trên đây luôn các bạn. Ok. Right here. Ở đây cũng có một cái trụ sở của Amazon nằm ở đây luôn các bạn. Trụ sở Amazon nằm tại Tennessee nha, nằm tại Nashville, Tennessee. Ok các bạn, ở đây là cái trung tâm gọi là âm nhạc lớn thứ 5 ở Mỹ, nằm tại thành phố Nashville các bạn. Bây giờ đây là thành phố du lịch, thành phố âm nhạc mà. Cho nên ở đây có rất là nhiều những cái nơi, những cái trụ sở về âm nhạc rất là nổi tiếng nằm ở đây. Trước mặt các bạn là cái tòa nhà của khách sạn Marriott các bạn. That is the JW Marriott 544 rooms in that hotel. Có 540 phòng ở trên cái khách sạn này các bạn, Marriott. This building looks like a guitar. Check it out over here. Oh, cái tòa nhà này có cái hình giống như là cây đàn các bạn. Music City Center. Now, one of our nicknames is the Buckle of the Bible. And look at these two beautiful old buildings on your right. This is the customs house on your right. It was like a government building. You'd pay your taxes here, stuff like that. That's been here since 1877. Đây là tòa nhà của chính phủ nằm ở chỗ này. Trước mặt các bạn là tòa nhà chính phủ. That was the first public school in Nashville in 1855. That is the Christ Church Cathedral. Notice the doorways. Look over the doorways. There's gargoyles looking down at the entrances. Those were put there to keep evil spirits out of the building. Oh. That building has been there since 1892. Ok các bạn, người nhân viên nói là cái nhà thờ lớn ngay chỗ này là phía trước cái cổng á, là một cái cổng rất đặc biệt, có thể ngăn được những cái là những cái hồn ma, tức là những cái hồn linh nó mà thâm nhập vào cái nhà thờ này. Bên phải các bạn là cái công viên Centennial Park. Cái công viên có cái tên rất là giống như công viên Centennial Park ở tại Atlanta các bạn. Ok các bạn, trước mặt các bạn là cái trung tâm đài truyền hình của cái kênh Channel 5 các bạn, nằm ngay tại chỗ này luôn. Yeah, you can figure out what's going on.